Phía đối diện chúng ta có Toyota Land Cruiser VXR các bạn nhé. Đây các bạn nhìn ngoại thất màu trắng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Đông, biển 30H, là quá hầm hố luôn các bạn. Wow, đang đi đến đây có một chiếc xe siêu sang này, không biết là S-Class hay là S-Class Maybach các bạn nhé. Biển 79 này thì là chiếc S-Class Maybach các bạn nhé. Đây là S560 Maybach với ngoại thất màu xanh. Đây các bạn nhìn này, wow, quá đẹp luôn các bạn ạ. Đây, S560 Maybach các bạn nhé. Sedan siêu sang các anh em, biển số Nha Trang. Thì đối diện đây chúng ta có một chiếc MGLE 450 Formatic, giá hơn 4 tỷ tại trường Việt Nam với ngoại thất màu trắng rồi này. Chiếc này có gói AMG từ ngoại thất nên nhìn em nó khá là thể thao và hầm hố. Phía dưới kia có một chiếc Maserati đang lùi các bạn nhỉ. Thì đối diện đây chúng ta có một chiếc S400 này. Đó, một chiếc S400 và một chiếc Toyota Camry cùng có ngoại thất màu đen. Đây có một chiếc E-Class. Ở đây chúng ta có một chiếc S-Class với lưới tản nhiệt phía dưới, được phong cách của S65. Mâm xe là Maybach S560. Tuy nhiên body của chiếc này nguyên zin là một chiếc S450 các bạn nhá. Chiếc này đã gắn logo Maybach S560L luôn các bạn này. Body kit AMG kết hợp với Maybach GLS 450 Formatic. Mẫu xe cũng đang siêu hot tại trường Việt Nam. Quá nhiều mẹc trong cái góc này anh em nhờ. Ở góc này có hai chiếc mẹc nữa các bạn nhé. Một chiếc S450 phiên bản Luxury đỗ ở phía trên sảnh. Và phía dưới chúng ta có một chiếc Mercedes. Đây các bạn nhìn này, hai chiếc xe của Mercedes-Benz luôn, đỗ một trên một dưới. Ở dưới này chúng ta sẽ có, dưới chiếc C-Class là một chiếc Maserati. Đây là Ghibli các bạn nhé, Ghibli. Đây các bạn nhìn, các chi tiết màu đen và có logo Maserati màu đỏ anh em ạ. SUV cỡ lớn với tản nhiệt theo phong cách thể thao các bạn nhá. Nhìn hầm hố không anh em? Vừa to vừa hầm hố. 7 chỗ ngồi rộng rãi cho chủ nhân. À, chiếc này là bản MPS, chỉ có 4 chỗ ngồi thôi anh em nhá. Nội thất bên trong chỉ có 4 chỗ ngồi thôi. Có hai vị trí sau là dành cho ông chủ thiết kế phong cách siêu sang. Phía sau có Audi Q7 đời 2020-2021 màu đen, chiếc SUV 5+2 chỗ ngồi, giá bây giờ khoảng hơn 4 tỷ. Đây là Kia Carnival với ngoại thất màu xanh, khá đẹp các bạn nhờ. Kia Carnival thì đang siêu hot tại thị trường Việt Nam. Đó, màu xanh này ra nắng rất đẹp luôn đấy các bạn, rất sang. Phía dưới chúng ta có Range Rover Autobiography và phiên bản LVKB trục cơ sở kéo dài. Chiếc này thì cũng có biển số khá đẹp, 30A18999. Với biển số 30A thì chiếc này là một chiếc Range Rover đời cũ và up đời lên đời mới các bạn nhé. Các bạn nhìn đeo, nâng cấp đèn pha, mâm này, cản trước này, cản sau này, rất nhiều các chi tiết đã được nâng cấp lên đời mới. Đó, các bạn nhìn đeo, nhìn nó trông nó khác hẳn so với một chiếc Autobio đời khoảng 2013-2014 tại trường Việt Nam. Đây các bạn nhìn ngang này, chiếc Range Rover và chiếc Kia Carnival, cái dáng xe nhìn rất là trường. Sau này thì VF9 bán ra thị trường Việt Nam thì nó có cái dáng xe giống ngang ngang giống như Kia Carnival này. Góc Metropole, đây là mặt là Lý Thường Kiệt các bạn nhé. Porsche 911 Carrera, đây là đời 992 và một chiếc S-Class biển đẹp các bạn nhé. Đó, 911 của một chị gái mặc váy vàng luôn, đi đúng tông của 911 luôn. Còn đây là S450L Luxury các bạn này. Đó, đây là 911. Wow, nữ lái luôn các bạn nhé. GTR bọn này, chưa biển số, vừa chính hãng tại Việt Nam.
Ở đây chúng ta có thêm một chiếc S-Class mang biển số tứ quý 3 luôn này, 30E1 tứ quý 3 luôn. Đây là một chiếc S500 các bạn ạ, mâm AMG luôn nhé. Xe này được trang bị mâm AMG. Quá đẹp các bạn nhỉ. Không biết đây có phải là chiếc S500 nhập khẩu nguyên chiếc không? Không phải là nhập chính hãng anh em nhé. Có một chiếc S500 đời này không phải nhập chính hãng, mâm AMG như thế này. Không biết có phải chiếc ngày xưa mà mình từng quay tại showroom hay không. Bây giờ cũng khá lâu rồi nên mình không nhớ các bạn ạ. Ở bên này chúng ta có một chiếc Bentley Bentayga W12 6.0 lít và là đời cũ. Tuy nhiên em này thì được trang bị gói Blacklight ở ngoại thất, bổ sung thêm các chi tiết sơn đen, ví dụ như lưới tản nhiệt này, các khe hút gió phía trước được sơn đen này. Ốp hai bên thân xe này, bộ mâm 22 inch đều được sơn đen này, có bậc lên xuống gắn cố định hai bên này, động cơ W12 6.0 lít các bạn nhé. Nội thất bên trong bọc da màu da bò hay còn gọi là màu be đấy anh em. Đó. W12 6.0 lít sang xị mịn luôn. BMW 7 series với mâm của 750 các bạn này. Không biết có phải 750 không. Đây có Toyota Land Cruiser phiên bản nhập Trung Đông, biển 9966 luôn các bạn nhé. Đây là LC200. Phía dưới chúng ta có một chiếc VinFast Lux SA này, Tiguan Osprey này. Đối diện là vẫn là chiếc Lexus RX 350 rất hay đỗ tại đây. Và trên này chúng ta có Range Rover Autobio RAV4 full black luôn các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, full black luôn. Chiếc này thì thi thoảng mình cũng quay và gặp ở trên này rồi. Đây các bạn quay cho bạn ngắm một vòng. Đây chúng ta có một chiếc S-Class dán ngoại thất hai màu, dưới trắng trên đen, và mâm xe của phiên bản S600 Maybach các bạn nhé. Mâm xe của bản S600 Maybach này nhìn như Maybach xịn luôn. Lưới tản nhiệt là cũng là lưới tản nhiệt độ của phiên bản Maybach, có logo Maybach ở phía trên anh em này, hai màu các bạn nhé. Nhưng đây là một chiếc có lẽ là S500 độ lên hai màu, C200 này, C180 này, và phía trên này lại có một chiếc Maserati nữa. Tuy nhiên đây là Maserati Quattroport các bạn nhé, không phải là Ghibli. Quattroport là đàn anh của Ghibli. Đây các bạn nhìn, chiếc này có ngoại thất màu xanh, ống xà kép đối xứng hai bên, không biết đây là phiên bản gì. Quattroport có rất nhiều phiên bản, Q4, SQ4 này, GTS này. Đó, đây các bạn nhìn này, màu xanh, mâm đa chấu. Mình ngó xem mâm này là mâm bao nhiêu inch. Mâm 20 inch, lốp 285/35 ở phía sau, cùng phanh màu đỏ, phong cách thể thao. Mâm đa chấu anh em ạ, đây là chiều ngang của chiếc Maserati Quattroport. Anh em có thể quan sát phần đầu xe này. Chiếc này có lẽ là phiên bản sử dụng động cơ 3.0. Với biển này thì đời khoảng 2019-2020 tại thị trường Việt Nam. Ngoại thất màu xanh, chiếc này mà rửa sạch đi cũng là mê ly luôn anh em nhé, đẹp cực kỳ đấy. Một mẫu xe cạnh tranh với Porsche Panamera tại thị trường Việt Nam, Maserati Quattroport anh em nhé. Phía bên này chúng ta có BMW 730 M Sport của khách sạn Metropole. Đây là xe đưa đón khách VIP của khách sạn Metropole. Khi các bạn đặt xe ở Metropole và tích thêm gói đưa đón khách VIP thì chúng ta sẽ được đưa đón bằng chiếc BMW 730 M Sport đời này các bạn nhá. Quá đẹp luôn. Phía bên này chúng ta còn hai chiếc Toyota, và đây là một chiếc Porsche Cayenne phiên bản coupe. Ô, chiếc này có cái logo Cayenne ở phía sau này. Logo Cayenne ở phía sau màu trắng luôn. Bình thường mình thấy là màu chrome hoặc là màu đen tùy chọn, hoặc là màu đỏ. Tuy nhiên đây chủ nhân chơi hẳn màu trắng trùng với tông màu ngoại thất. Đây là một chiếc Porsche Cayenne phiên bản coupe các bạn nhé. Thiết kế theo phong cách coupe thì nhìn đẹp, đẹp hơn các bạn này. Chiều ngang các bạn sẽ thấy nó khá giống Q8 hay là Urus hay là Bentayga. Một số chi tiết nhấn nhá của những mẫu xe thuộc tập đoàn Volkswagen anh em nhé. Thuộc tập đoàn Volkswagen. Đây, chiếc này là một chiếc nhập tư nhân anh em ạ. Wow, một chiếc Cayenne nhập tư nhân. Đây là nhập nguyên chiếc từ Mỹ anh em nhé. Khác với những chiếc nhập nguyên chiếc từ Đức tại thị trường chính hãng. Chính hãng tại thị trường Việt Nam thì là nhập Đức, còn chiếc này thì là nhập tư nhân, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ anh em này. Wow, Cayenne coupe nhập Mỹ tư nhân thì đúng là đỉnh luôn. Mâm xe là mâm đa chấu, phong cách của phiên bản 911 Turbo, Turbo S. Đây là mâm kích thước 21 inch, lốp 285/40 ở phía trước. Mình nghĩ lốp sau nó sẽ to hơn khoảng 305. Đây, lốp là lốp Continental, kích thước ở lốp sau là bao nhiêu anh em đoán đi. Đoán đi 315/35 R21 các bạn nhá. 315 luôn, to hơn cả so với mình dự đoán.
Đây các bạn nhìn thấy chiều ngang rất đẹp của một chiếc Porsche Cayenne Coupe. Và chiếc này thì có tem nhập Mỹ anh em này. Đó, xịn sò luôn nhá. Porsche Cayenne Coupe. Rất nhiều xe sang xuất hiện tại cái góc phố này anh em ạ. Wow, một chiếc S450 Maybach các bạn ạ. Rất nhiều xe sang luôn. Đây có GLC. Đây là GLC 300 4MATIC. Ở đây chúng ta có một em Bentley Mulsanne với ngoại thất màu trắng, biển số 51 các bạn này. Bentley Mulsanne động cơ V8 6.75L. Nhìn quá đẹp luôn các bạn ạ. Nội thất bên trong màu đỏ anh em nhé. Đây là đời cũ, không phải là đời cuối cùng của Bentley Mulsanne. Bentley Mulsanne thời điểm hiện tại thì đã bị khai tử và thay thế bằng Bentayga EVKB để trở thành mẫu xe flagship. Đây là phiên bản Speed của Bentley Mulsanne. Chiếc này có lẽ đời khoảng 2014-2015 gì đó. Chiều ngang các bạn này, ngoại thất màu trắng, mâm 5 chấu. Động cơ V8 6.75L với bản Speed thì nó có mô men xoắn đâu đó lên khoảng 1.100 Nm các bạn nhé. 1.100 Nm luôn. Và phía trên em nó có một chiếc, đây là E-Class độ lên E63 AMG anh em ạ. Nhìn đấy, mâm độ này, logo V8 Biturbo tại cột A này. Và đây là phần đầu của em E này. Chiếc này nguyên bản là E300 AMG anh em nhé. Lexus LX570 này. Trên này thì mình thấy còn rất nhiều xe đáng chú ý. Có một chiếc Lexus LX570 biển 66949. Wow, đây là bản Supercharged các bạn nhé. Supercharged luôn. Mình nhớ không nhầm thì đây là chiếc duy nhất tại Việt Nam thuộc cái phiên bản này. Đây các bạn nhìn này, lưới tản nhiệt được sơn đen, mâm sơn đen, các chi tiết ốp hai bên thân xe được sơn đen. Phía đuôi và hai bên thân xe có logo Supercharged. Đây các bạn nhìn này, đó, logo Supercharged gắn tại đây này. Nói chung là mình cũng không có nhiều thông tin về chiếc Lexus LX570 bản Supercharged này anh em nhé. Anh em nào có thêm thông tin thì có thể chia sẻ cho mình. Động cơ không biết có gì khác biệt so với một chiếc LX570 bản tiêu chuẩn không anh em nhờ. Phía trên chúng ta có một chiếc Porsche Cayenne đời cũ các bạn nhé. Trên này là có một em Range Rover SV Autobio Raffi các bạn này. Wow, quá đẹp luôn. 5599 Range Rover SV. Ống xà kép đối xứng hai bên. Đây là SV đời đầu anh em ạ. Đây là một chiếc SV Autobio Raffi đời đầu anh em nhé. Đây các bạn nhìn phần đầu xe này. Lưới tản nhiệt khác, logo Range Rover ở trên khác này. Đó, logo Range Rover ở trên khác. Một chiếc Porsche Cayenne với ngoại thất coupe các bạn nhé. Màu nâu này, mâm 21 inch. Đỗ đúng tại góc khách sạn Metropole, góc vườn hoa nhà hát lớn. Đây chúng ta có một chiếc S-Class Maybach này. Wow, Maybach S600. Biển rất đẹp, tư ký 8 68888 luôn các bạn nhé. Đây là Lexus ES300 các bạn nhé. Mẫu xe mà mình khá là yêu thích bởi vì nó thiết kế rất đẹp và ấn tượng luôn anh em ạ. Chiếc này còn được chủ nhân sơn cái bộ mâm thành sang đen để nó càng cuốn hơn. Với Lexus ES300 đời mới thì chúng ta có một cái lưới tản nhiệt to hơn làm từ nhựa màu đen. Cụm đèn pha cũng cực kỳ sắc và đẹp các bạn nhé. Với ba cụm bóng LED và mâm xe sơn đen đa chấu. Đây chúng ta có phần thiết kế tổng thể của chiếc Lexus ES300 này. Đây các bạn nhìn, phần đuôi rất đẹp luôn. Phần đuôi của chiếc ES300 này nó có cái giải LED chạy ngang và có cụm đèn hậu thiết kế đẹp cực kỳ luôn. Ngay phía sau chiếc Lexus ES300 này chúng ta có một chiếc GLC 300. Đây là phiên bản nhập khẩu các bạn nhé. Đây là phiên bản nhập khẩu đây. Đâu đó chỉ có khoảng vài trăm chiếc được đưa về Việt Nam thôi. GLC 300 4MATIC với gói AMG này tại ngoại thất các bạn nhé. Ở phía sau đây chúng ta cũng có một chiếc GLC 300 4MATIC này. Tiên là phiên bản lắp ráp trong nước. Phía dưới này chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái mẫu xe đáng chú ý khác. Ngay phía sau đây chúng ta có G63 AMG với ngoại thất màu đen mờ. Đây là một chiếc xe của Sách Liên các bạn nhé. Cá mập Liên đó các bạn. Anh em nào mà thường xuyên theo Sách Tăng ấy,
thì các bạn sẽ biết Sắc Liên, và đây là xe của Sắc Liên di chuyển về Hà Nội. Phía sau chúng ta có một chiếc Mercedes E, một chiếc Maserati. Maserati màu trắng anh em ạ. Đây, chúng ta phải đuôi xe. Đây là một chiếc Ghibli màu trắng đang đỗ ở xịt sảnh các bạn nhé. Wow, full black luôn. À, đây là một chiếc Lux SA đỗ lên lưới tản nhiệt, và cái nắp capo của President sơn màu matte black quá chất.